nhà vệ sinh đó em xin bỏ không làm nữa ha. Thì hôm nay em tới đây em thông báo cho gia đình mình biết là em sẽ không xây nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh em buồn chứ? Tại vì không có nhà vệ sinh cho con. Để nó đi tắm cái gì. Bây giờ không có không biết sao nữa. Dạ, xin được chào tất cả các chú anh chị với khán giả với mình Thông Vương. Thì Hoàng Mạnh xin chúc tất cả các chú anh chị với ông bà cô chú với anh chị thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay thì Mạnh quay trở lại đây thăm nha hoàn cảnh của anh Thòn và chị Loan các chú anh chị. Thì hôm nay Mạnh tới đây để mà thông báo cho gia đình Mạnh sẽ thay đổi kế hoạch làm nhà vệ sinh hai cái của chú anh chị. Thì hôm nay Mạnh tới đây sẽ thay đổi lại và sẽ báo một cái tin rất là đặc biệt cho gia đình các chú anh chị. Thì xin mời tất cả các chú anh chị cùng vào bên trong để tìm hiểu nguyên nhân tin bí mật như thế nào. Thì Bảnh tới đây để mà thông báo cho gia đình một tin rất là quan trọng của chú anh chị. Thì hôm nay thì Bảnh tới đây không phải là để mà làm hai cái nhà vệ sinh nữa. Bảnh sẽ thay đổi. Thì hôm nay Bảnh cũng có kêu anh Hải tới đây để mà thay đổi cái cách làm việc. Như là hôm trước thì có hợp đồng là với anh Hải là cái nhà vệ sinh hai cái. Thì hôm nay Bảnh sẽ không làm nữa các chú anh chị. Anh Hải. Chào cô chú khán giả. Thì hôm nay em tới đây thì em không phải là nói cái vụ mà làm nhà vệ sinh nữa. Bây giờ làm vệ sinh, nhà vệ sinh đó em xin bỏ không làm nữa ha. Thì hôm nay thì Bảnh sẽ vào trong để mà nói với gia đình và bật mí cho gia đình xem gia đình phản ứng như thế nào chú anh chị. Thì chú anh chị đừng rời màn hình nha, để vào trong để xem. Rồi chào gia đình nha. Dạ, chào anh. Rồi bữa nay có học bài gì chưa? Có trả bài chưa? Hả? Có dạy không? Dạy mấy đứa nhỏ hả? Rồi ổng có học không? Không. Chồng không học hả? Dạ. Rồi, anh làm gì anh không học? Đi làm lấy gạch lấy gì vô. Lấy gạch vô hả? Dạ. Rồi chích mũi 2 chưa? Chưa, hết rồi, chích có 1 mũi à. Không, khán giả nói là phải chích 2-3 mũi mới hết á. Dạ. Tại vì mình ăn trúng đồ là nó bị ấy lại á. Dạ, dạ. Chích đi nghe. Dạ. Chứ đừng có đi chích cái gì khác, chích thuốc ngừa, đừng có chích gì nha. Dạ. Cho em mượn kẹp micro thì em dạ. Hai vợ chồng ngồi sát nhau đi ha. Bây giờ em tới đây em báo tin quan trọng cho hai vợ chồng biết nè. Bình tĩnh nha, bình tĩnh dạ. Nghe rồi. Bình tĩnh nghe nha, đừng có xỉu á. Dạ. Thì hôm nay em tới đây em thông báo cho gia đình mình biết là em sẽ không xây nhà vệ sinh nữa. Dạ. Nhà vệ sinh hôm trước thì em có hợp đồng với anh Hải là làm hai cái nhà vệ sinh đó. Dạ. Nhưng mà hôm nay em sẽ không xây nữa. Em xin ngưng cái chỗ nhà vệ sinh rồi. Ha. Dạ. Anh chị có buồn không? Dạ buồn. Sao chị? Dạ tại vì rồi sao vậy? Sao không xây nhà vệ sinh cho em vậy? Dạ em nghe gì em cũng buồn. Tại vì không có nhà vệ sinh cho con. Bây giờ thì hôm trước thì hai chồng cũng mừng hả là nghe xây được hai cái phòng vệ sinh phải không? Dạ. Bây giờ thì em báo tin này đó rồi anh suy nghĩ sao anh? Giờ cũng buồn không có chỗ con đi ỉa đi gì. Không có chỗ thái đồ luôn. Bây giờ em báo tin vậy đó, bây giờ anh chị có buồn em thì em chịu. Bây giờ mới có báo tin vậy thôi mà con khóc sùm rồi. Bây giờ anh chị em không làm gì được nữa. Anh chị anh cố gắng đi làm để mình làm nhà vệ sinh đi. Đi làm không đủ ăn nữa. Làm không đủ ăn rồi sao có tiền làm. Mỗi ba bốn đứa thì nhịn đói hoài. Rồi lúc trước là nếu mà em không xuống đây rồi anh sao sống. Cũng có gì ăn đó giờ. Mới kêu lại anh giúp. Bây giờ giúp không được rồi. Giờ giúp không được không biết sao giờ. Ăn mình cũng khổ. Thiệt khổ không? Có thiệt khổ không? Dạ. Thế giờ em không biết làm sao nữa. Bây giờ em tính là xây cái nhà vệ sinh cũng được là mười mấy triệu đó. Giờ không được rồi em bị bỏ rồi. Thôi chị có buồn chút xíu ha? Dạ buồn á. Buồn nhiều không? Buồn nhiều á. Đâu kể ra coi, nếu mình buồn mình kể ra cho khán giả xem coi sao. Ước mơ, có ước mơ gì không mà hôm nay bị
Vì ta bị hồi vậy là mình buồn sao? Dạ em buồn tại vì không có nhà vệ sinh cho con. Để nó đi tắm cái gì? Bây giờ ông con không biết sao nữa. Cũng buồn. Nếu mà đỡ thì cũng mừng. Bây giờ tiền hôm trước là cũng hết luôn hả anh? Dạ. À, hết luôn hả? Dạ. Thôi bây giờ thì em đính chính lại là em không làm cái nhà vệ sinh hai cái ở sau cho anh chị ha. Ha, anh chị nghe rõ giùm em ha, anh có nghe rõ không? Dạ dạ dạ. À. Nhưng mà em sẽ làm nguyên một cái nhà mới có nhà vệ sinh trong đó luôn, được chưa? Dạ. Rồi sao? Dạ, rất là cảm ơn. Đó, đà, chị nghe rõ chưa? Dạ. Rồi cái này em hết nghe, khóc chưa? Dạ, em nghe vậy là em thấy vui rồi. Đó, bây giờ hai cái nhà vệ sinh bây giờ mình đổi lại được một cái nhà và một cái nhà vệ sinh lớn. Dạ. Dạ. Rồi giờ hết khóc rồi ha. Dạ. Là mình có cái nhà luôn ha. Rồi. Rồi nãy tính khóc luôn hả? Dạ. Nào giờ có khóc chưa? Hay thấy cười không vậy? Cũng khóc. Khóc rồi nào? Khóc. Có không? Có. Con khóc khóc thử 15 phút coi. Thì bây giờ cho em hỏi lại một lần nữa chính xác thì em có báo với địa phương hồi nãy rồi, em có gọi điện cho bên trưởng ấp ở đây. Dạ. À, em hỏi rồi, miếng đất này là mình được quyền sử dụng phải không? Dạ. Bây giờ em sẽ thiết kế cái nhà cho anh. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì hôm nãy Bảnh có là thử lòng gia đình thôi chú anh chị. Thì hôm nay thì bảo Bảnh tới đây á, là cái thứ nhất là Bảnh báo cái tin buồn trước. Tin buồn đó là tin buồn sẽ không làm nhà vệ sinh như nãy Bảnh chia sẻ. Nhưng mà đổi lại cái tin vui là Bảnh sẽ làm nhà tường, vẫn có nhà vệ sinh cho gia đình luôn. Đó là tin vui. Dạ. Thì tin vui này nó vui to lớn với mình không? Dạ. Mừng. Ừ? Mừng thiệt. Mình có khi nào mình mơ ước, khi nào mình có một cái nhà không anh? Dạ. Mơ ước. Có không? Có. Mình không ngờ tới vậy ha. Dạ. Đâu giờ anh khóc thử 15 phút coi thử. Bây giờ thì em có báo tin cho anh giờ em anh nay anh Hải lại đây và thứ sáu này sẽ khởi công luôn. Dạ. Ha, bữa nay là thứ tư rồi. Dạ. Bữa nay thứ tư. Thứ sáu thì anh Hải sẽ khởi công thì dàn cối cũng đã trở lại các chú anh chị. Hôm nay có trở dàn cối lại rồi để mà làm luôn. Thì bây giờ em xin phép anh là cùng với anh Hải để mà đo đạt nhà anh. Là em xin phép là chiều dài là của mình là tới sao luôn phải không? Dạ. Bây giờ em làm cái nhà cho anh là em sẽ thiết kế cho anh là hai phòng. Dạ. Thường thường em cất nhà thì có một phòng thôi. Tại vì cái nhà chất lượng thì nó khác, còn cái nhà không chất lượng anh muốn xây hai phòng cũng được nữa. Mà tiện rẻ mà mau hư. Bây giờ anh chọn cái nào? Cái nhà chất lượng ở 10 năm được, còn cái nhà không chất lượng anh chọn cái nào? Cất sao cũng được nữa, có được cái nhà được rồi. Lỡ em xây cái nhà không có để sắt cho anh này sao anh ở? Nó sụp làm sao? Em không đảo đà nha, không đổ sắt nha. Cái này em hỏi thiệt, đâu phải cái nhà nào giống cái nhà nào đâu. Mỗi cái nhà em cất chắc em có anh có coi xem kênh em mà. Cái nhà cất là nhà em khác hẳn chứ người ta, em với anh Hải sẽ thiết kế khác. Tại vì em quay cái clip. Kính thưa tất cả các chú chị thì Bảnh làm á, Bảnh quay trọn gói chứ không phải là quay 1-2 tập để mà đi xong cái nhà, để mà xong bàn giao đó các chú chị. Ngày đầu tiên là hợp đồng, ngày sau khởi công Bảnh sẽ tới đây và những ngày đổ cột hay là xây tường, tô và vét bê các thứ Bảnh sẽ quay từng tập từng công đoạn ngôi nhà luôn chú anh chị, không phải là lần đầu tiên lại hợp đồng xong tới ngày sau bằng giao nhà. Ít nhất một cái nhà Bảnh quay thì phải 5 tập để mà kiểm tra từng chi tiết của chú anh chị. Còn cái phần lót gạch thì Bảnh sẽ nói với anh Hải là làm sau cùng nhất, tại vì cái đất nền đó phải cho nó dễ hạ lót gạch để làm liền lót liền, sau này cái cát nó khô lại nó sẽ xẹp xuống là gạch nó sẽ sụp. Bây giờ thì em sẽ làm cho anh là hai phòng ha. Dạ. Là chiều dài là em xin là em có làm bản vẽ rồi, là chiều dài em xin là đất này là 13 mét. Dạ, yeah. Dạ. Mình làm hai cái phòng luôn và một cái nhà bếp. Dạ. Một cái phòng và nhà vệ sinh bự hơn. Dạ. Làm một cái thôi ha, tại hai cái mình tại vì ngang mình có 24 mét à. Dạ dạ. Mình làm hai cái thì nó chật ha. Dạ. Rồi em sẽ thiết kế anh Hải lẽ làm hàng rào trước cho các anh luôn. Dạ. Rào cho mấy đứa nhỏ này, tại vì các cô chú Bình Thân Quân có nói với Bảnh là mấy đứa nhỏ quá. Cái 5 đứa là bây giờ phải làm thiết kế làm cái cổng ở trước để gào lại cho mấy đứa nhỏ không ra ngoài. Còn cửa sau, nếu mà đóng cửa sau lại các bé sẽ không ra ngoài sau được. Bảnh sẽ làm như vậy cho nó gọn.
tiết kiệm chỗ nào thì mình được tiết kiệm chút gì, tại người nghèo mà mình đâu có phải làm như nhà người bình thường đâu, tại vì mình làm được, họ làm được một cái nhà thì họ rất là mừng rồi. Mình quan trọng những cái người mà đứng ra làm có làm có tâm không mới họ có cái niềm vui trọn vẹn, còn những gặp những người thợ là gì đó làm không có tâm á thì những ngôi nhà đó sẽ không được lâu đâu quý anh chị, cứ khoảng là 5 năm đổ lại là bị sụp nứt hay là bị rớt xi măng, nó đa số là gì. Bây giờ Bảnh sẽ thiết kế lại ngôi nhà cho anh ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ thì em xin mượn micro, em sẽ cùng với anh Hải sẽ kiểm tra và anh cùng đi luôn ha. Dạ. Thưa tất cả các chú chị, bây giờ thì bọn Bảnh cùng với anh Hải sẽ tiến hành đo đạc nhà. Thì hôm trước thì đo đạc cái nhà vệ sinh thì hôm nay không có làm nữa. Bây giờ mình đo đạc làm cái nhà luôn anh Hải ha. Dạ. Bây giờ thì em nói nãy anh chắc có nghe mà, em có nói với bên nhà là làm hai phòng ha. Hai phòng. Tại vì em biết sao, con quá đông. Giờ mình làm hai phòng đi. Đúng rồi. Với làm cái nhà sau á là mình mở cái cửa sau là ra toilet luôn, nó không có bị mưa ướt gì đó. Ha. Toilet đi trong nhà luôn. Đi trong nhà luôn. Nhưng mà cho nó lùi thì sao nha, chứ không phải là phòng, không phải là trong nhà là cái trong cái phòng đâu. Trong nhà là cái cửa thôi nhưng mà cho nó lòi ra sao. Đúng rồi, tại cái đất đã còn. Đúng rồi. Đất còn đất mình lòi cái đuôi cho nó rộng được cái diện tích nhà. Ừ, vậy là tốt. Tại vì cái đất này là có chiều dài của chú chị, chiều ngang thì không có. Không có. Đây, khi anh Hải cũng có là dẫn chuyển cái này tới rồi. Thì thứ sáu mình bắt đầu làm luôn ha. Rồi. Bây giờ anh cứ đo nhà đi ha. Giờ anh với... Bây giờ cái nhà này bằng Bảnh tính là làm nhà tường toàn bộ luôn phải không? Em làm nhà tường toàn bộ luôn, không sử dụng cái tường bên kia. Em xây tường riêng luôn. Đúng rồi, cái đó dễ. Tại vì cô chú anh chị biết sao không? Nếu mà mình xây tường bên kia thì sau này sợ xích mít hai bên đó thì nó khó, tại vì mình sợ sử dụng tường ta mà. Đúng rồi. Mình muốn khoan hay là muốn gì đó cũng không được. Bây giờ Bảnh sẽ thiết kế xây một cái tường riêng luôn các chú anh chị, xây sát vách tường đó luôn. Rồi bên đây sẽ xây tường. Nói chung bây giờ em làm nhà này là làm kiểu nhà cấp 4. Đúng rồi, nhà cấp 4. Bây giờ cái nhà này làm cái mặt trước bằng cái cột này không Bảnh ơi. Bây giờ thì mình tính là hàng 3 đây, cái mặt tiền đây. Ha, mình đo cái này ra, đo từ cái đầu này đi xuống là 11 mét rưỡi. Rồi mình có cái hành lang giống như hành lang này là gan mét rưỡi thôi, ra cho bằng bên đây luôn đi, đừng có thục nha, thục mét rưỡi à, chứ mình thục ngắn hơn nhà kia không được. Giờ ra cho bằng cái này đi. Lấy hành lang bằng nhau đây ha. Cho nó bằng luôn, cột mình giật vô đây cũng được. Đúng, nó bằng đây rồi lui ra sao thì làm hai cái phòng à. Hai phòng cho em đi, hai cái phòng, một phòng biết sao, con đông mình tính làm cái phòng cho nó rộng. Không được đâu, hai phòng đi, tại vì cho tại vì có hai đứa nhỏ. Không có, hai mình làm hai cái phòng nhưng mà cho nó rộng, biết sao, một cái phòng thì mình để cái tủ gì cho trong đó. Đúng được, rồi, cái phòng phải để một cái được cái giường, một cái tủ. Đúng rồi. Cho cái lối đi cho nó thông riêng, tại vì tụi nhỏ nó hay chạy lên chạy xuống á. Diện tích hai cái phòng là hết 6 mét rồi. Một cái phòng 3 mét hả? Cho nó rộng. 3 mét, 3 mét, 6 mét với phòng khách thì 4 mét là 10 mét rồi. 10 mét cái hàng 3 mét rưỡi là 11 mét rưỡi. Cái bếp là sao, mét rưỡi, bếp 1,5 mét đúng không? Là 13 mét. Rồi nhà vệ sinh, làm nhà vệ sinh ở sao, lui ra sao đây? Nhà vệ sinh mình không có tính trong cái, mình chỉ đưa thay cái đất cho mình lấy cái cửa thôi, phải không? Cửa thôi. Rồi thì bây giờ cái nhà này á, bây giờ anh phải theo em là em phải xây là cho nó vượt mặt cái nhà bên kia nhà chút cũ. Xíu cho nó vượt qua cái nhà người ta, anh tắt máy đây được không? Cho anh cho nó lui qua trước được không? Tại vì nhà bên đây có chú chị, tại vì nếu mà mình làm thục cái làm sao thì thấy xấu nhà. Thì nhà này có cột ở đây rồi. Giờ mình ra đây nhiêu ra, tắt anh Hải. Rồi ra anh tắt đi. Ra anh tắt đi và nó lên tới đây đi. Ừ. Ha. Tại vì sao ở đây cũng có cái ấy nước nè. Có gì mình tráng ở đây. Tráng. Cho rửa tay rửa chân ở đây. Đúng luôn. Rồi. Bây giờ cái nhà này lên cao lắm mà. Nên hai tóc mấy ba tắt á. Ngập nước á. Ngập nước không? Lên bằng cái đà kia, cái nền á. Lên bằng cái nền kia luôn chứ. Lên bằng cái nền. Tại cái nhà này là nền nó lên cao, cắt lắp lên tới cái đà kia, mất cái đà kia mới được. Ủa rồi á, nếu mà mình làm nhà rồi mình có qua đây ở nhờ được không? Được, được, nó nói với nó rồi. Nói chưa? Nói rồi, nói hai đứa em hết rồi. Giờ mình xin qua bên đây ở nhờ ha, cái nào khoảng một tháng gì đó, anh Hải cỡ tháng không? Nếu mà không mưa cỡ tháng á. Nếu mà mưa hơn tháng nha, cái này chịu khó ở nha. Dạ, thầy nói với nó rồi. Chờ tính như vậy đi, bây giờ nói chung là toilet cũng dán gạch đầy đủ nha anh. Dán gạch đầy đủ. Nhà thì nói chung là chọn gói là sao anh chia sẻ cho cô chú anh chị xem được không? Còn Bảnh biết sao không? Bây giờ đất ở đây đất là thành phố Sóc Trăng nè. Vật tư nó lên giá lắm, cái cục gạch bỏ mua cục nhiêu? Ngàn bảy mấy đồng. Ngàn bảy, 1750 đồng á, một cục gạch.
cái nhà này mà anh xây giống còn mình nói là cái gạch khoảng 8.000. 8.000 gì vậy? Viên xi măng 130 bao á. Mới gửi cái nhà này. Sao anh thấy người ta xây cái nhà cái có 60 bao hả anh? Bởi vậy anh mình bảo biết sao mình làm mình đúng mình lựa đúng cái lượng lượng đó. Giống như anh có cối này xài một bao là 8 thùng bê. Bao xi măng. Cái hồ mà mình trồng không đều mình non quá làm không được. Đó. Bởi vậy anh làm nhà anh lấy cái chất lượng. Đó, mình làm nhà người ta cũng giống nhà mình làm để cho người ta ở đời đời. Có khi nào cái nhà này mình nếu mà anh ăn tiền công không là khoảng 40 triệu. Tại tiền vận chuyển anh thấy đường vui rất là xa rồi anh từ nhà anh qua đi là chuyển đồ chuyển đi chuyển về là hết 1.6 triệu đó. Chuyển đồ không á, dán bọng cối đó, rồi vật tư đổ ngoài để vô, rồi thợ thì qua đi anh phải nuôi cơm đó. Nó xa. Thì cái này thì anh phải nuôi cơm rồi tại rồi. Vì người nghèo á không nghèo. Có ai để mà nấu cơm cho mình ăn đâu. Tại người ta nghèo rồi mình lãnh là lãnh chọn mà mình bao chọn gói mà nói chung là anh kiểu mà chìa khóa trao tay á chứ không phải là lợi mà cho hoàn cảnh nấu cơm cho tụi anh ăn là không có cái đó là đều cấm kỵ bên em ha em rồi. Không có bắt buộc tụi anh để nấu cơm cho người nghèo nha dạ dạ cái này anh nhớ cho rõ tại vì em làm đâu đó rõ ràng tại vì em đã bàn giao cho thợ làm cái lo. Gì xong là thợ tự làm dạ. Mình chỉ là xong cái nhà mình vào ở thôi dạ. Ha dạ nếu mà thợ có đòi cái gì á anh cứ nói với em dạ 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 tại vì em có hợp đồng với thợ riêng rồi dạ. Chứ không có để mà bắt tụi anh nấu cơm hay là gì đó em không biết khi nào xong cái nhà rồi anh muốn là như mình có lòng thương cảm chứ người ta giúp mình đó yeah. Khi nào xong nhà anh đãi anh thợ như là một chầu nhậu gì đó đó yeah. Là chuyện đó yeah. Là chuyện bình thường ha yeah. Còn có trong cái việc làm của mấy anh thợ là không có liên quan yeah. Sáng họ làm chiều họ về là chuyện của họ ha yeah. Mình lo cái miếng ăn mình không có nữa mà sao mình lo cái vấn đề đó đúng không dạ yeah, dạ yeah. Được không anh Hải theo anh yeah, suy nghĩ vậy tại vì anh làm hoàn cảnh người nghèo anh không muốn đòi hỏi cái vụ mà cơm nước đâu cái đó mình làm mình bao trọn gói rồi đúng rồi đó. Tại vì em giao là giao hết cho anh rồi. Đã người ta nghèo khổ cái tiền đâu mà bao mình ăn nhậu với tiền cà phê cà pháo không có đâu. Đúng anh rồi. Không cần cái đó. Anh biết vậy thì quá tốt rồi. Đó. Mỗi khi mình làm nhà người ta nghèo khổ được căn nhà còn hơn mừng hơn trúng số năm tờ nữa. Bây giờ em tính như vậy nè anh Hải. Bây giờ làm nhà thì anh cứ tính chung hết ha. Rồi. Cái tiền vận chuyển nè. Rồi. Thứ nhất tiền điện. Rồi. Tiền mua ống áp, tiền nước đi đường ống nước riêng á, đường ống nước vô tất cả hết cái nhà luôn, đi tới nhà vệ sinh, bồn rửa chén, đúng các rồi. Thứ. Rồi là rồi. Anh, nói chung là anh tính hết trong nhà giùm em. Chứ em khỏi cần mà anh tính riêng ra, giả sử cái nhà 90 triệu. Rồi xong cái tính thêm cái la phong, tính thêm cái tiền điện, tính thêm tiền nước, tính thêm tiền vận chuyển. Thì nó cũng hơn 100 triệu rồi. Đúng rồi. Thế bây giờ anh tính vô như vậy đi, bây giờ trao hết chìa khóa trao tay anh tính cho kỹ nha chứ em báo giá nào là giá đó không xin không bớt không gì hết đúng rồi mình làm bằng cái tâm tại mình đã phát tâm đi làm vô dưỡng dính chân từ thiện mình phải làm cho đâu đó là đó là mới gọi là công việc thiện nguyện đúng rồi đó bây giờ anh tính đi bao nhiêu viên khoảng bao nhiêu viên gạch bao nhiêu bao xi măng bao nhiêu thùng bê rồi anh tính ra tiền anh lãnh được thì anh làm nếu anh không được thì anh cứ nói là giá này anh không làm được đúng em rồi. Sẽ ok với anh là em sẽ kiếm thợ khác nếu mà anh làm được thì anh cứ làm ha tại vì bằng bạn biết sao có người nói nhà có 100 triệu có 80 triệu 90 triệu cũng có nhưng mà hỏi nhà đó ở được 5-6 năm không đó thiệt á hả trong khi mình xài đủ ví dụ tiền nào của nó tiền nào của nấy cái tô này bây giờ anh mua 3 kg 8 4 kg này 4 kg 2 này muốn mua cái nào đó à. Người gạch cũng vậy anh mua gạch 50 gạch 40 nó rẻ hơn à. Cái gạch 40 nó rẻ hơn gạch 50 50 nó bắt đầu nó 50 tới 60 đó là gạch lót á gạch lót đó nó rẻ rồi ống 90 này nè ống này nè ống 1.750 đồng rồi ống 99 nó khác 500 nè gạch ống mà thấy không ống con tay dày vậy nè anh thấy không ống Hồng Phát nè 1.750 đồng đó này anh là của cửa hàng nào Hồng Phát Sóc Trăng á gạch lợi nhất đó rồi thưa anh rồi đúng 19 không 99 nè đó đây đúng 99 luôn chú anh chị đó cái tường cái gạch này mình xây thấy cái tường nó cứng nó bự đúng rồi phải xây chị chứ đó. Trong khi người ta làm cái nhà trong khi xài có 5-60 bao xi măng à mình thấy anh làm nhà gì chốt không nhà tiền chế không mà 60 mấy bao xi măng còn cái nhà này tường toàn bộ khoảng 130 bao xi măng nhà này khoảng 130 bao gạch phải 8.000 gạch ống xây 8.000 gì gạch ống phải 8.000 ừ. Chưa tính gạch lót ha chưa tính gạch lót sắt 5-60 cây đó phải ít đó nhưng mà trong cái nhà vệ sinh đó anh phải lót cái gạch nước kia nha đúng rồi lót gạch nước kia tại vì tụi nhỏ nó đi lên đi xuống nó chợt xuống nó chợt
Rồi bây giờ chị, bây giờ em thông báo cái tin này đó, chị thấy sao? Cả hết buồn chưa? Dạ hết rồi, thấy vui rồi. Hồi sáng là hồi nãy là em báo trước là tưởng đâu thiệt luôn hả? Là trong rồi trong bụng mình có suy nghĩ sao lúc mà em báo vậy đó? Thì suy nghĩ buồn á, không có cầu cho con đi vệ sinh vậy đó. Cho con hay là cho chị? Thì cho con rồi cho em luôn. À, bây giờ là tưởng là không có chỗ thai rồi, bắt anh chồng canh nữa phải không? Dạ. Thấy anh canh thấy anh mừng anh cười hoài, anh có mừng không được canh hoài? Không đâu. Hả? Không đâu. Không đâu hả? Vậy không muốn canh phải không? Vậy cho khỏi canh. Khỏi canh luôn ha. Dạ. Thì xây nhà xong có phòng rồi đâu cần canh nữa anh Hải. Rồi. Có hai cái phòng nữa. Khỏi canh ha. Dạ. Nhưng mà cái thứ nhất nè, em lại đây á, thì chị chưa có làm nhà xong á, chị nhớ quản lý con chị. Dạ. Tại vì con của chị còn khá là nhỏ nhưng mà lớp nó bằng bằng nhau vậy nè. Dạ. Nó rất là nguy hiểm, cái đường nhà sau chị nó cái hồ nó rất là to. Dạ. Cái đìa rồi không phải cái hồ nữa. Thì á, sau này á, em với anh Hải sẽ làm hàng rào luôn. Hàng rào trước này rào trước này lại. Rào mình ôm tới cái nhà đi, giả sử cái chân cột ở đây, mình bao từ đó lại đây luôn. Rồi. Là ở cửa trước mình có cái cửa ra vô là riêng cho chán cái này cho mấy đứa chơi ở trước được không? Dạ được. Đó. Rồi ở sau á mình sẽ bít cái cửa sau luôn. Bít cửa sau đây. Ừ, bít cửa sau lại. Rồi cái tôn này nè. Thì tất cả những cái tôn của anh á bỏ là bỏ hết. Dạ. Là sẽ làm tôn mới toàn bộ. Ý là em sẽ lấy sử dụng cái tôn này nhờ ai là một người gì đó, có quen ai đây. Một là nữa anh Hải có đổ thêm mấy cái cọc á. Anh đổ giùm mấy cái cọc đi. Làm gì? Là sẽ khoảng hơn mét á. Cặm xa mé đìa, cặm mé ao hay sao á. Là lấy mấy cái tôn này dừng vô. Để che lại không có thấy cái ao nữa, với lại mình bao mà dạng bao là mình bao cái xung quanh đìa đó, không cho tụi nhỏ bước xuống đìa nữa. Yeah. Là cái này là an toàn cho con của anh ha. Yeah. Cái này là em góp ý mình sử dụng tại vì mình có nhà tường rồi. Yeah. Tất cả mới, tại vì anh Hải làm nhà là đồ đạc phải mới và chất lượng cho em. Yeah. Là anh đem lại đây anh làm. Còn cái tôn của anh á rất là mỏng như tí miếng giấy vậy nè. Yeah. Rất là mỏng tôn anh. Anh sử dụng cái tôn này á, anh làm nó dài mà dài 2 mét mấy phải không? Đó. Anh để ngang đi. Để ngang được rồi. Để ngang đi. Nó tại vì Mạnh Thường Quân có nói với em như vậy anh Hải. Rồi. Anh Hải nữa chỉ ảnh làm như vậy giùm có em. Có gì anh giùm chỉ ảnh làm cho. Anh bao hết cái đìa giùm em. Để cho nó xuống. Đúng, cái đó là rất là tốt. Tại vì một đứa con mình nuôi là mấy năm trời rồi. Đừng có để những sự cố đáng tiếc xảy ra ha. Đúng rồi. Chị cũng vậy. Chị đừng có mà chủ quan ha cái vấn đề này. Chị chắc có xem trên YouTube cũng nhiều mà tình trạng này ha. Dạ dạ. Mình phải nghiêm túc cái vấn đề này trước khi mà nhà hoàn thiện á, mình cố gắng ha. Dạ. Khoảng một tháng thôi mình cố gắng mình giữ con đi ha. Có cần đi xuống chỗ của vị trí hôm trước mà quên có đo cái làm nhà vệ sinh á. Đi coi cái đi đo lại. Đi. Ủa có đóng tiền nước chưa? Chưa nó lại chưa lại gắn đồng hồ nữa sao đóng? Sao không kêu lên trển đóng đi, thứ sáu người ta làm mà có lấy nước đâu làm? Nó kêu nó lại gắn rồi mới đưa tiền nó không rảnh. Chứ có rảnh. Là sao? Kỳ vậy? Tại tên chịu mấy mình lên trên trển đóng. Lên trển rồi tới công ty đóng đây. Không biết chỗ nó. Đâu có, mình nói tên mình ngay chỗ công ty cấp nước á. Dạ. Cái này của thành phố mà. Rồi hàng anh tắm nước gì, nước xì, nước uống nước đó, tắm nước gì mà nấu ăn bằng nước gì? Nước mưa dứa. Mình hứng nước mưa trong thùng nhựa đó hả? Dạ. Rồi tắm sao đổ? Tắm lấy nước mưa tắm luôn. Trời ơi thiệt là tình á. Ai đào vậy? Anh đào. Không tính đào để cống này nè. Cái này nhà chắc ra tới đây á 13 mét. Dài á. Thì chiều dài ngôi nhà là 13 mét phải không? 13 mét ra tới đây nè. Bỏ 10 mét tới đó rồi. Hổm được 10 mét tới cái cây đó, bây giờ ra tới đây đi. Bây giờ cái nhà này bằng bảnh với sao? Ở đây đất nó thấp nhiều lắm nè. Bây giờ chị cứ nói cái tên đó, cái nhà này, nhà nó nhà từ thiện thôi. Nhưng mà đưa ra với anh là nhà cấp 4 đó. Là theo cái mô hình là... Mô hình của anh là anh làm bằng cái nhà cấp 4. Đổ cột, dĩ đàng hoàng này nọ. Chứ đâu phải là người ta nói nhà từ thiện sao mà ăn mắc quá vậy. Cái này là giống như nhà cấp 4 rồi. Tại cái tên nhà từ thiện thôi, nhưng mà lương tâm của anh làm là bằng cái nhà cấp 4. Chúng ta là quan trọng là cái vật liệu chân móng nè. Chân móng nè, đà nè, cột, sắt là bao nhiêu sắc, mới đúng. Đúng rồi. Rồi á, một cái nhà là bao nhiêu cột mới được nha. Cái nhà này tới 10 cái cột á. Cái nhà chỗ nào mình có xây cái buồng mình phải đổ cột.
Đúng rồi. Nó câu qua, rồi có gâu đàng hoàng, đấu kiền nữa. Rồi. Thì anh làm sao để làm, tại vì anh cũng làm việc với em là được mấy căn nhà rồi ha. Nhưng mà cái nhà của em á, anh biết cái tánh em mà. Ừ. Mỗi lần đi quay là em quay hoài. Rồi những căn nhà mà bàn giao xong một vài tháng sau á, 2-3 tháng em vẫn đi quay lại để cho khán giả xem mình có làm gì không, mình có như là lừa dối khán giả hay lừa dối Mạnh Thường Quân không. Căn nhà mình làm xong đi kiểm 1-2 tháng sau bảnh sẽ đi kiểm tra hết, có nứt tường hay là có bị chóc bê gì đó là bảnh sẽ quay lên cho các chú anh chị xem, chứ bảnh không có phải mà nhân nhượng cái vấn đề gì hết. Tại vì đã làm lúc hợp đồng thì mình có nói với nhau rồi ha. Đúng rồi. Cái sự cố gì xảy ra thì anh, cái đó là cái trách nhiệm của anh. Anh khắc phục, chứ không phải mà đầu tiên nói ở xây nhà vậy như vậy mà tới thời gian sau khoảng 1-2 tháng nhà nó bị sự cố, một là sụp đất, sụp nền, sụp nền, hai là nó dọt cái trên, chốc bê, nó dọt chốc bê rồi bị dọt cái nóc là không được nghe, tại vì lợp la phong rồi á. Đúng là mà cái tôn mà bị dọt là hư cái la phong người ta nữa, nó hai trong một, nó hư cái đồ không được. Anh cố gắng anh làm chắc giùm em đi. Bây giờ em chia sẻ sơ vậy thôi cho chị nghe. Thì tổng trị giá của nhà này chiều dài là 13m, chiều ngang là 4m. Là xây 2 phòng, cái nhà bếp, một cái nhà bếp, nhà vệ sinh, một cái nhà vệ sinh. Nhưng mà nhà vệ sinh đó em ngưng chỗ này chút xíu, nhà vệ sinh em phải xây bị ngang rộng hơn. Tại vì lúc trước mình có chia sẻ mình tính làm 2 cái, giờ mình làm 1 cái cho nó rộng hơn ha. Bị ngang rộng mà mình để làm ở ngoài. Ừ. Thục ra sao? Thục ra sao? Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì hôm trước thì bạn có nói là tính là không có đủ tiền để mà làm cái nhà. Thì hôm nay thì rất là may mắn, hoàn cảnh thì hôm trước thì bạn tính là mình là 2 cái nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà hôm nay thì bạn có nhận được tiền thêm, là bạn nhận được là 110 triệu các chú anh chị. Thì hôm nay thì bạn mời anh Hải tới đây để làm cái nhà luôn. Còn cái số tiền hôm trước mà nói là 16 triệu làm nhà vệ sinh đó, thì bạn có cộng vô trong đây luôn đó. À, là 110 triệu. Tổng cộng 110 triệu, nhưng mà cái phòng nhà vệ sinh thì bạn bác bỏ cái phần đó. Bạn lấy cái số tiền đó để mà đắp làm về ngôi nhà. Tại vì anh chị này cũng nhà cũng dột và hư nát hết trơn rồi, không có vị trí ngủ, đất là chật hẹp con đông. Thì bạn xin phép là lấy số tiền làm cái nhà vệ sinh đó để bù vào trong nhà, để làm một cái nhà. Nhưng trong khi đó vẫn có cái nhà vệ sinh rộng rãi và đẹp. Tại vì không cần thiết để làm 2 phòng nữa. 2 phòng. Giờ có một cái nhà rồi. Bây giờ anh muốn lấy 2 cái nhà vệ sinh hay là lấy cái nhà? Được cái nhà. Có cái nhà mà vẫn có nhà vệ sinh mà, đúng không? Dạ. Thì hôm trước là em tưởng đâu là nhà mình không đủ duyên á để có một cái ngôi nhà. Thì hôm nay thì em cũng có đủ tiền. Nói chung là được 110 triệu rồi. Mà chút xíu nữa anh Hải sẽ báo giá là ngôi nhà bao nhiêu thì mới biết để làm như thế nào nữa ha. Dạ. Thì kích thước là như vậy ha. Mình có nói chia với nó những em chưa, báo chưa? Báo rồi. Ừ. Rồi. Giờ anh cứ ra báo giá đi ha, mà làm toàn tập ha. Chìa khóa trao tay như vậy đó, cửa 2 phòng là mỗi phòng 1 cái cửa sổ riêng. Cái cửa sổ riêng, 2 cái cửa buồng với 1 cái cửa trước. Ừ. Với cái cửa phòng toilet. Ừ. 4 cái cửa sổ. 4 cái cửa sổ. Đúng rồi. Cái này á, nếu mà anh lãnh á khoảng 155 triệu. Ô dữ vậy. Mình biết sao, tại vì vật tư lên giá bây giờ anh lãnh 1 mét vuông là 3 triệu đó. Là hoàn thiện cái nhà, la phong từ A tới Z đó. Thì khóa cái này 13 mét là bao nhiêu mét vuông? 13 mét nó ra là 52 mét vuông rồi. 52 mét vuông em nhớ ra là nó ra 156 triệu. Thôi bớt đi anh ơi, chứ 156 mà anh bớt có 1 triệu, còn 155 tiền đâu không đủ. Tại vì anh bớt 1 triệu là anh làm toilet ở ngoài nhà cho em nữa. Đúng ra cái toilet này nếu mà anh xây trong diện tích trong nhà là cái nhà nó chật. Chặt chỗ nấu ăn, hiểu không? Thành ra anh xây ra ngoài này 2 mét mấy 3 mét là cái này là anh không có tính vô. Nhưng mà làm trong nhà thì nhà người ta nó chặt chỗ, mà đất người ta còn mình làm ở ngoài, anh làm cho luôn. Còn cái cổng trước anh làm cho luôn. Cổng gì? Cái cổng hàng rào trước á, cái cổng khóa lại đó. Là hàng sắt đúng không? Có xây xây lên chứ? Nó có hàng sắt xung quanh nè, mình làm cái gạch. Thì phải xây lên cái chân gạch đó chứ. Cái gà, xây lên cái gà, làm cái gà đó. Là anh bao cái đó luôn hả? Bao cái đó luôn. Đó dùm làm cho anh á. Tại vì mỗi khi mình làm bằng bệnh biết sao, cái tên nhà từ thiện, nhưng mà lương tâm anh làm bằng nhà cấp 4. Mình làm cho người ta ở đời mà nhà này mà. Bây giờ anh thử coi, bây giờ em mới có chia sẻ với anh, mới có 110 triệu à. Bây giờ cái nhà như vậy thì tới 155 triệu. Trong khi anh nói lệnh bây giờ 130, 140, trong khi anh xài đồ nó dở, mà sau này bắt đầu mang vốn. Người ta nói sao làm nhà nó dở quá. Còn cái lương tâm anh không cho làm gì, đủ tiền anh làm. Mình làm mỗi khi mình làm nhà còn phát sinh lặt vặt anh không có tính đó.
Nhưng khi bọn mình biết tính anh sẵn hồi đó tới giờ anh em mình làm ăn với nhau. Có khi nào mà anh làm nói làm để cho xong thôi, xong việc thôi chứ không có. Mình phải làm mình có trách nhiệm, có lương tâm. Đó. Quan trọng nhất cái nhà của người ta dù anh vô làm lời lỗ anh chịu. Một cái là mình làm nhà người ta phải nè, bằng thờ này, bằng thiên, bằng táo nè. Cái sân trước phải tráng cho người ta. Trong khi cái nhà mình chỉ làm cái nhà không, cái sân không tráng cho người ta xình chút xíu đó, không lẽ mình không làm. Thế nhà anh sân ông ngập nước anh cũng đổ đất vô tráng cho luôn. Đó. Bây giờ bớt đi anh, chứ 155 triệu em đâu có tiền đâu. Vì sao đi, vật tư nó gạch bây giờ nó lên giá quá trời đi. Thành phố Sóc Trăng nó bán mắc hơn cái trong huyện mình. Trong huyện mình là mặt bằng nó rẻ. Còn ở đây mặt bằng nó mướn, mặt bằng nó mắc tiền, nó bán phải mắc. Và đường vô nó xa nữa. Đó. Hay đa số nhà mấy giờ nhà nghèo ở trong đường trong vùng sâu vùng xa không à, em thấy đổ ngoài lộ để vô nữa. Rồi lên nền cao lắm nhà nè. Còn lên nền nữa. 150 thôi. Cái phần bệnh anh cũng muốn làm, anh cũng muốn giúp mấy người nhà từ thiện. Tại vì anh hồi đó cũng có trong chứng nghèo ra. Thành ra chỉ thấy anh Thon ở nhà vậy mình cùng tội nghiệp. Anh này không có gì giúp đỡ, bằng tấm lòng thôi. Như làm nhà cho ông chất lượng. Thì được vậy là quý quá đó. Rồi thì mình làm. Làm thêm làm cho. Bây giờ anh bức. Là còn nhiêu? 153 triệu. Trời sao ông lấy số 536 chứ anh? Anh bớt đi 152 còn được chứ anh lấy hay là 150. Anh được. Lấy 153 cái số đó là số 53 xấu lắm, anh thấy lấy cái số kỳ vậy. Bây giờ 1 vậy. Triệu anh cũng đâu có làm được gì. Rồi bớt đi 152. Tính ra em bớt là 150 cho nó chẳng 150 triệu á. Bây giờ anh lo cái nhà với cái này thôi 150 triệu. Đó bây giờ anh xây cái nhà hoàn thiện cho em đi, còn hàng rào có thể em thiết kế chứ nếu rồi, mà rồi. Nói chung cái chỗ mà làm thêm mà anh phát sinh ra anh làm thì cũng tội cho anh. Đúng rồi. Tại vì cũng hết 5-7 triệu gì đi thì cũng rồi. Tội. Đó bây giờ anh lãnh cái nhà hết toàn diện cho em. Nhưng mà cái sân anh phải chán nha. Thì hồi đó tới giờ anh làm mà bạn có từng nhắc anh chán sân không? Mà anh làm trước không? Đó có ai từng nhắc đó. Đó. Thì em nói vậy đó. Thì sân phải chán cái bên hông, bên vách nhà. Thí dụ nhà ở đây đi. Nhà ở đây, nhà thí dụ anh là cái nhà đi. Xong cái đường nhà anh phải chán cái bên đây cho người ta biết sao mưa xuống. Mưa xuống nó lỡ sẽ, bê. Đó nó lỡ. Nó lỡ đất. Lỡ đất cái bê nữa. Lỡ đất rồi dính bê nó dơ nhà người ta. Thì em thì thà làm mít lòng trước đặng lòng sau, công việc nào cũng vậy, không phải là làm, không phải là để lấy lòng anh Hải của chúng chị. Thợ thì rất là nhiều, nhưng mà thợ quan trọng là thợ có cái lương tâm hay không, hay là làm bằng lương tháng bằng bánh không có biết. Mỗi người có một cái cách suy nghĩ khác nhau. Đúng rồi. Đồng tiền của Bí Mạnh Thông Vân ở đây á, thì những đồng tiền cô chú đi làm cực khổ, nhịn ăn nhịn uống gửi đem về đây giúp cho hoàn cảnh, cũng như là đang giúp cho anh Thon gì đó. Đó mình phải biết, không phải mình lợi dụng cái sức lao động của các cô chú để đem đây rồi mình bỏ mình ăn giá cao rồi đó là không được ha. Em cái gì em nói cho anh hiểu chắc hơn. Mỗi hoàn cảnh em cũng nói sơ với người ta rồi, mình phải biết trân trọng cái vấn đề đó. Thì bây giờ anh báo giá là 155 triệu gì đó, hồi nãy anh cũng nói bớt là 3 triệu 2 triệu gì đó. Bây giờ em xin anh, bây giờ tiền của em là mới có 110 triệu thôi. Rồi. Bây giờ anh làm đi ha. Nhưng rồi. Mà nếu mà chính xác giá thì anh bớt là 5 triệu phải không? Rồi. Là còn lại là 150 triệu. 150 triệu. Bây giờ thì chốt giá 150 triệu ha. Rồi. Anh cứ làm đi. Rồi trong khi này thì hiện tại là em đang giữ là 110 triệu. Rồi. Nếu mà trong khi đó không có được sự hỗ trợ thêm nữa là chỉ là 110 triệu này thôi á, thì em sẽ anh cứ làm. Rồi tới đâu anh em nói á. Bây giờ tiền thì không có nhận thêm nữa anh Hải ơi. Rồi. Thì có 110 triệu thôi thì anh cứ làm như là bớt cái nào chỗ nào đó thì bớt. Bớt. Rồi. Ha. Nếu mà được 150 triệu thì sẽ xây 2 phòng. 2 phòng. Nếu mà 110 triệu, nếu mà 110 triệu thì mình làm cái tiền chế khác của chú chị là mình xây lên 1 mét để mình làm tiền chế. Ừ. Còn cái này thì Bảnh quyết định là xây nhà tường luôn chú chị, tại vì ở ngoài đồng mà mình tiền chế sợ nó, với lại mấy đứa nít sợ nóng nực rồi á, nó sanh ra bệnh. Con nít mà tại vì nóng nó ngủ không được rồi không nó được, khóc nó la rồi. Ấy phải có cái nhà tường cho nó mát. Với tiền chế tuổi thọ nó có mười mấy năm à. Đúng còn rồi. Còn nhà tường giống như anh làm nhà nãy chia sẻ với em là cái nhà cấp 4 là nhà Thon, là anh làm là nói nó giống như nhà cấp 4 thôi. Là ở đời đời. Đó, bóng gì anh làm dĩ sắt gì tùm lum như nhà chú Vĩnh vậy đó. Ừ. Đó. Đó phải mỗi khi anh báo giá đó là để coi anh lên cái nhà đó làm sao. Còn anh em cứ comment mình đừng cứ nói em anh ăn mắc ăn ghẻ cứ bình luận đi. Đó. Thì bây giờ cái trong cái sự nói trên video này á, thì nói chung là ai cũng nói tốt. Đúng rồi. Nhưng mà có quan trọng cái sản phẩm mình ra, mình có đáp ứng cái nhu cầu cho quý khán giả và quý mình thân vân được biết hoàn cảnh
ngôi nhà nó như thế nào ha. Đúng rồi. Bây giờ thì em chốt giá là 150 triệu. Rồi. Anh làm cho em như vậy ha, ok hết, chán sang anh ok ha. Đúng rồi. Rồi còn cái việc mà nữa, xong ngôi nhà nếu mà không có đúng cái quy trình mà của em đưa ra đó. Rồi. Rồi anh sẽ chịu trách nhiệm. Trách nhiệm ha. Đúng rồi. Nói chung là anh tuy rằng anh xây xong nhà nhưng mà anh không làm đúng quy cách. Rồi. Một là em sẽ giam sẽ lấy tiền phân nửa lại. Đúng rồi. Em sẽ không giao hết, nếu mà làm bữa nay á, bữa nay bắt đầu hợp đồng. Em sẽ cho anh ứng khoảng 50 triệu. Rồi. Đó. Rồi, còn cái số tiền còn lại 100 triệu gì đó. Anh cứ làm. Nếu rồi. Mà trong sai hợp đồng là em sẽ ra 100 triệu này lại. Rồi rồi. Em sẽ không trả anh nha. Rồi. Mong anh thông cảm. Cái nào đâu đó rõ ràng, tại vì vật chất, vật giá thì giờ nó cũng leo thang. Thì làm việc thì cũng phải leo thang theo cái chú anh chị. Đúng rồi. Không phải là làm lơ là được, cái nào ra cái đó. Ha, bây giờ thì chốt giá như vậy. Rồi. Rồi.